ơi, dậy uống thuốc đi má. Cứ nằm rủ rượi như vậy hoài, bao giờ mới hết bệnh hả má? Con, tiền ở đâu mà con hút thuốc vậy? Của dì Liên nhờ người đem qua hồi sáng á. Tội nghiệp gì ấy, hao tốn với má con mình nhiều rồi. Con có gửi lời cảm ơn người ta không? Dạ có. Má ráng lo uống thuốc cho hết bệnh đi. Ơn của dì con hứa ngày sau đền đáp mà. Làm người là phải có trước có sau nha con. Ơn nghĩa vay mang chưa trả thì khắc ghi trong bụng, sau này có dịp đáp đền. Chớ thứ qua cầu rút ván, được ca quên nôm, con cháu sau này gánh hậu quả nghe con. Dạ, con luôn ghi nhớ lời má dạy. Thời gian trôi đi nhanh quá, mới đó mà mười mấy năm rồi. Con thì lặng lẽ lớn khôn, mà nỗi đau xưa thì dường như không vơi cạn. Má lại nghĩ đến chuyện đó nữa rồi phải không má? Con không muốn thấy bệnh tình của má mỗi lúc càng thêm trầm trọng hơn. Quên hết đi má. Con gái của má, lòng hiếu thảo của con làm cho má nguôi ngoai đi nỗi buồn trong quá khứ. Nếu không có con, không biết má sống làm sao. Dĩ vãng như mơ tro tàn âm ỉ, cứ đeo đằng triền miên. Anh đã dày dò cho đến lúc tàn hơi, một bước lỡ lầm là âm thầm ngập đắng nuốt cay trọn đời ân hận khôn nguôi. Tình yêu sắc son hóa ra cừu hận, còn nhớ hay quên mà má cứ đau lòng. Buồn dưới sâu xé tim hồng, xin má đừng nhắc lại chuyện đã qua. Nỗi niềm trăn trở theo thời gian, để nỗi buồn riêng như mây xám dâng trùm kiến tạo nên trận bão bùng. Chờ tháng tàn năm cùng lớp kiệt, quỷ diệt một đời qua. Đừng nói vậy không nên nghe má. Má có bề gì rồi con sống làm sao? Ai biết được ngày mai ra sao. Huống gì bây giờ má như đèn treo trước gió, chỉ trông chờ vào khoảnh khắc thời gian. Đừng nói vậy nghe má. Má không sao đâu, má ở mãi bên con nghe má. Má ở bên con, má ở bên con cho đến khi nào không còn hơi sức nữa. Nhưng nếu lỡ má có mệnh hệ gì. Đừng má, đừng nói vậy má ơi. Con ơi, con hãy tìm đến dì Liên, xin được gió che lúc trời gió trở trời. Tuy nước là người dân, nhưng tình thương hơn bát nước đầy. Mẹ quá con côi xứ lạ quê người.
người. Trăm thứ điều nhờ cậy người ta, ơn của dì Liên con khắc cố ghi lòng. Má đừng lo buồn nghĩ đến chuyện chia ly, hãy nên tịnh dưỡng tinh thần để vượt qua lúc cùng nguy. Má biết mình sức tàn lực kiệt, nên chuyện xa xưa cứ bất chợt hiện về, làm cho tâm trí não nề, nỗi niềm dục dã tan thương. Má ơi, con gian má đừng nói vậy nghe má. Con với má sẽ sống những ngày vui vẻ như ngày xưa, những ngày má dẫn con qua cột mộ cua bắt ốc, chân con sốc gai chảy máu, má cõng con đi, má còn nhớ không má? Má nhớ, nhớ hết mà. Những ngày đó đói khổ mà vui, có những chuyện đáng quên mà má vẫn nhớ, nên má khát khao được trở lại thuở ban đầu, để chuyện tình xa xưa không còn ám ảnh. Chào cô. Cô vui lòng cho tôi hỏi thăm, đây có phải là chỗ ở của cô Thu Hường? Dạ, chính là cháu. Chẳng hay bác đây là tìm cháu có chuyện gì vậy bác? Thì ra là cô à. Cô đẹp lắm. Thảo nào mà thằng con của tôi nó mê đến không nghe lời dạy dỗ của cha mẹ nó. Dạ chào bác, cháu thật sự không biết, mong bác thứ lỗi. Lỗi phải gì cô ơi? Điều tôi cần ở cô là
bắt đầu từ hôm nay, tôi không muốn thấy cô qua lại với thằng con của tôi nữa. À, thưa bác, cháu và anh Quang yêu nhau thật lòng mà bác. Làm gì có tình yêu chân thật khi cuộc sống của cô còn chật vật khó khăn. Cô nghe cho rõ nè, lời khuyên của tôi, kể từ bây giờ hãy tránh xa thằng Quang, để nó tĩnh tâm làm đứa con ngoan hiền. Không muốn gì cô nó tiêu tan sự nghiệp, gia đình tôi cũng mất đi danh dự. Hãy khôn ngoan làm con gái thức thời, khó khăn gì trong lúc đổi dời, tôi sẵn sàng giúp đỡ cho cô. Cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng tôi không cần gì hết á. Chỉ mong gặp lại anh ấy để hiểu rõ ngọn nguồn. Không, nó không gặp cô nữa đâu, vì nó đang bận với công việc lo lễ cưới. Lễ cưới? Tôi không hiểu gì cả. Cô hiểu hay cố tình không muốn hiểu? Vì nó là đứa con độc nhất của tôi, thừa hưởng một cơ ngơi đồ sộ, nên cô phất lời dèm phá của thiên hạ, nhảy vô để hồng chiếm đoạt về sau. Cháu vừa gặp bác hôm nay, sao lại nặng nề lời nói không hay, thốt ra những lời quá thiệt chói tai. Tôi thích thẳng thần hơn lời ngon ngọt, đưa người ta vào cạm bẫy trong gai, đó mới là êm dịu hay sao? Cháu lịch sự sẽ lặng im, tâm ý bất đồng dễ sinh chuyện không hay. Dù sao bác cũng là ba của anh Quang, cháu xin lãnh phần thua thiệt là hơn. Ai thua thiệt, cô hay là Mỹ Trinh người vợ tương lai của nó thua thiệt? Khi con dâu của tôi nó biết chồng của nó đang gian díu với người nghèo mạt hạng như cô. Xin bác đừng nặng lời như vậy. Tôi không muốn cô dính líu đến thằng con trai của tôi, lại càng không muốn thấy cô bám díu vào cái phao vô hồn để mong kiếm đồng tiền bát gạo. Nó không cứu cánh nổi cuộc đời cô đâu. Xin bác đừng quá đáng như vậy, cháu yêu anh ấy chân tình. Nhưng nó không yêu cô, nó sắp lấy vợ rồi, cô hãy buông tha cho nó. Tiền đây, cô cầm đi. Bác đừng sỉ nhục cháu như vậy. Cháu không vì cái nghèo mà bán đi tư cách làm người rẻ mạt như vậy đâu. Tư cách giàu sang của cô không đủ giúp cho cô bước vào ngôi nhà của tôi đâu. Đừng hòng. Tôi không cần tiền. Các người lừa dối, lừa dối. Cô tức không chứ? Nó dám hỗn láo lên mặt dạy đời tôi. Trăm sự cũng tại thằng con mất dạy mà ra. Chắc tại nó mê mệt nên theo năn nỉ ỉ ôi, nên con nhỏ đó nó mới dám nghĩ là nó có giá đó. Ông à, con nó còn trẻ người non dạ, từ từ ông dạy biểu. Cái gì mà ông la lối chửi rủa còn hơn là người dưng nước lã không bằng nữa. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung nè. Phụ sử tử vong, tử bất vong bất khiếu. Ngày xưa người ta trị quốc tề gia rất là hay, không có như bây giờ là quỷ ma dương đâu. Trời ơi, chắc mẹ con tôi tự tử vì ông á. Bà cho là tôi lạc hậu chứ gì? Gia đình danh giá mà đi mê muội cái đứa lạc chợ trôi sông là tân kỳ, là học thức hay sao bà? Hay đụng tới thằng Quang là bà ra mặt bà binh vực cho nó à? Cũng lại cái điệp khúc khó nghe đó nữa. Bà nói sao? Thì khó nghe tôi nói khó nghe chứ sao? Tôi binh vực nó hồi nào? Tôi binh vực nó hồi nào mà ông ghép tội tôi chứ? Tôi chỉ muốn khuyên, mình là người lớn, cấm đoán kiểu ông thiên hạ biết được họ cười cho thúi mặt.
Chuyện gia đình tôi ai thử xía vô đi, thì coi tôi không có nhìn họ đâu nghe bà. Dạ rồi ông ơi, tu nhân tích đức là vừa rồi đó ông à. Đức năng thắng số, ông nghe người ta nói sao? Bà im đi, giọng lưỡi từ bi giả tạo. Bà vô chùa mà giảng đạo cầu kinh, làm người phải biết tính sao cho lợi mình. Giàu sang đâu ai dễ ban cho, những kẻ vô phép nhờ trông hưởng phần. Tôi chán trường cái bà sang giàu có ý nghĩa gì khi thiếu lòng nhân, trăm năm rồi cũng tái không trở về. Biết nói vậy sao mà còn ngang bướng, chuyện tôi làm đừng có xen vô. Mọi chuyện trong ngoài cứ để tôi lo, nên hư tôi chịu khỏi mất ông nhọc nhằn. Từ trước đến nay ông nói sao tôi nghe vậy? Có bao giờ tôi dám cãi lời ông đâu. Tôi thấu hiểu cạn cùng câu xuất gia tùng phu, mà gia đình ông đặt nền móng cho tôi làm khuôn phép. Bước vào nhà ông tôi phải nghiêng mình trước tường cao cổng kính. Lúc ông bà nội thằng Quang còn sống, tôi đã thầm rơi nước mắt bao đêm, ngậm đắng nuốt cay làm dâu hiền theo khuôn phép, bị bạc đãi rẻ khinh thể như là chiếc áo. Muốn cởi bỏ vợ hiền. Lẽ ra bà phải khắc cốt ghi tâm lời người xưa chỉ dạy, đã thay đổi đời bà từ một cô gái trung chuyên trở nên giàu sang, tận hưởng nhà cao cửa rộng. Ân nghĩa không mang còn trả lại hận sầu. Bất hạnh cho tôi không may kết bạn tâm đầu. Phải, một đời vẫn không hết nợ. Trả nợ nghĩa ơn, trả tình chồng vợ, mà nợ giá phong chồng chất mai khôn cùng. Tôi còn phải trả cho ông thời gian chốn vùi vào quên lãng, sao
còn tồn tại người ghẻ lạnh như ông. Nếu như ông nội thằng quan hà khắc với ông, sao ông không nhớ đó mà cho con mình một tương lai mở rộng, để nó hiểu nỗi đau của người cha bất hạnh mà chẳng lòng thương cảm với tình thâm. Tôi thừa nhận nỗi nó có hà khắc với tôi, nhưng cũng nhờ cái sự khắc khe đó tôi trở thành người hữu dụng, không như thằng quán ngán ngược như bây giờ. Ông ơi, ông đừng quên đang ở thời nào rồi. Suy nghĩ cổ xưa đã bị người đời phế bỏ rồi ông ơi. Dù thời gian có biến thiên tất cả, dù vật đổi sao dời, nhưng đạo lý vẫn sắc đinh. Trời ơi, cây lá tốt tươi nhờ gốc rễ cội nguồn, con cái vinh danh nhờ biết vâng lời cha mẹ. Sao bà không lấy điều hay lẽ thiệt làm đạo lý răng mình và truyền dạy cháu con, để còn nói giỏi tông môn, giữ gìn khuôn phép làm gương cho người. Mai sau tôi có qua đời ở nơi chính suối cùng ngắm cười bình yên. Ông ơi, ông không vượt qua rào cản của chính mình, một ngày nào đó đó ông sẽ phải cúi đầu ân hận á. Kẻ đó chính là ba đó. Để tránh điều đáng tiếc sau này á, tôi khuyên ông hãy tôn trọng quyền quyết định của nó. Bà cầm gốc cho nó chống lại tôi. Trời ơi, chống lại cái truyền thống hiếu đạo của gia đình này phải không? Không dễ đâu mà. Tôi không có dạy nó hỗn xược chống đối lại với ông, nhưng bao giờ thối gia trưởng đặc quyền còn tồn tại trong gia đình này á, thì vợ con ông còn chịu khổ. Sao ông không tôn trọng tự do của người khác chứ? Tự do trong khuôn phép của tôi. Tự do không có nghĩa là gác bỏ ngoài tai những điều đúng đắn, không có nghĩa là quên đi trên đầu còn có cha có mẹ. Bà với nó muốn làm gì thì trừ khi nào tôi xuôi tay nhắm mắt kìa. Thưa cha, xin cho con nói đôi lời. Tao không đồng ý cho mày quen con Hường. Nó nghèo khổ mày lấy nó cho thiên hạ còn coi tao ra cái gì nữa chứ. Thưa cha, chúng con yêu nhau chân thật, Mỹ Trinh không thể thay thế Thu Hường trong lòng con đâu. Cha thương chúng con, cho chúng con được tội nguyện đi cha. Con nghĩ Thu Hường sẽ là vợ hiền vô thảo của cha mẹ. Thời buổi tân tiến, chuyện giàu nghèo đâu thành vấn đề nữa hả cha? Giàu hay nghèo cũng là con người mà cha. Chuyện muôn đăng hổ đói là xưa cũ lắm rồi cha ơi. Đồ mất dạy, mày im đi không? Dám nói tao là cổ hủ xưa lắm rồi. Cổ hủ mà có được sự nghiệp ngày nay để mà chực chờ hả con? Mày lý luận giỏi lắm. Có giỏi thì tự tạo lập sự nghiệp, tao không bố thí cho một xu. Còn mày có ngon nữa không? Vô phước mà cứ được con hư như mày. Trời ơi là trời. Cha, xin cha bớt giận. Con có bao giờ dám nói cao giọng mà là không nhờ cha mẹ đâu. Xin cha mẹ thương chúng con, thương cho chúng con nên nghĩa vợ chồng. Vì cha mẹ tuổi cũng đã xế chiều, con trẻ nên đôi mẹ cha mới yên bụng. Con đã lớn rồi mà vẫn mãi lông bông, con mãi ăn chơi cha mẹ yên lòng sao được. Xin hãy kết sẽ chúng con tròn duyên nợ, ơn đức cao dạy con khắc cốt ghi tâm. Với Mỹ Trinh thiệt lòng con không hiểu được.
cổ quen ăn chơi đâu thể một lòng một dạ, không như thu hương một lòng chung thuê. Xin cha thương tình nghĩ lại xót thương, chuyện hôn nhân hệ trọng cả một đời, ông không nên vội vàng mà quyết định tương lai, hãy tìm hiểu nhau cho cặn kẽ ngọn ngành. Tôi đã quyết định rồi, đừng ai cãi lời tôi. Cha, xin cha hãy thương con mà cha. Không thương mà gầy dựng chỗ đàng hoàng tử tế cho mày. Con Trinh nó xấu chỗ nào mà mày chê nó hả? Cô ấy cũng xinh đẹp nhưng không hợp với con. Quang, 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 mày đi luôn đi, đi ra khỏi nhà tao. Không bao giờ tao chấp nhận cho mày mang hơi hám ô uế từ con rạch hôi tanh về làm bấn nhơ ngôi nhà sang trọng, nuôi mày lớn khôn để bây giờ mày cãi lại mẹ cha. Mở mắt ra mà xem con Trinh nó giàu sang xinh đẹp hay không, mặt thương lạc chở trôi sông, cái ngữ nghèo rất mồng tơi. Ông à, chuyện duyên tình đâu thể nào so sánh như ông. Người ta tuy nghèo nhưng biết đâu hợp tình với nhau, mà mắc phải thứ bùa mê nên hợp nhau một lòng binh vực. Không biết toan tính thiệt thân mà còn lớn tiếng dạy khôn. Hễ mỗi chút là ông mở miệng quang quang, hàng xóm nghe được họ cười cho thúi mặt. Làm cha mẹ ai không muốn con cái gặp nơi giàu sang, nhưng cốt lõi vẫn là chúng nó thương nhau chân thật. Chắc vì nghe ông mà nó sung sướng sau này. Thôi bà đừng có dạy đời tôi, con Trinh thua kém ai mà bà sợ con bà thiệt thòi. Suy nghĩ của tôi không giống như cách so hơn tính thiệt của ông. Mà tôi có phản đối nói với con Trinh đâu mà ông cử nữ. Tôi chỉ khuyên ông suy nghĩ kỹ để khỏi phải ân hận sau này. Cái thằng này nó cứng đầu lắm, tôi với bà bàn tính trước đám cưới của nó nghe. Chuyện đó thôi tùy nơi ông. Đi đâu vậy hả? Ba má thằng Quang, ôi thiệt là tức chết đi được mà. Thu Hương, em có khỏe không? Anh còn đến đây làm gì? Không phải cha mẹ sửa soạn cưới vợ cho anh sao? Em đang buồn và hận anh lắm phải không? Không, tại vì số em khổ, mỗi người đều có số mạng anh à. Không phải như vậy đâu Thu Hương à. Người dịu dàng, hiền đức như em, trời nào bắt em phải chịu khổ chứ. Trước quyết định của cha mẹ anh quyết lòng cưỡng lại bằng mọi giá. Tình yêu của chúng mình phải được trọn vẹn. Anh chỉ yêu em, chỉ biết có em. Cha mẹ anh có khắt khe, anh đành mang tội bất hiếu. Anh sẽ bỏ hết tất cả, bằng đôi bàn tay trắng anh sẽ gây dựng hạnh phúc. Em có đồng ý theo anh không hả Thu Hương? Em sợ lắm anh à. Cái quan niệm thấp liều tranh hai quả tim vàng xưa quá rồi, có thật mới giật được đạo. Những ngày sống của em cực khổ quen rồi, anh làm sao quen sống cực khổ với em cho được. Từ xưa đến giờ anh đã quen sống sung sướng nuông chiều. Hãy tỉnh táo một chút đi, để giải quyết mọi vấn đề. Anh cứ để mặc em sai vì đứa con gái tầm thường. Em nghĩ Thời gian sẽ bôi xóa, sẽ lãng quên mọi chuyện. Không, anh không thể nào quên được em. Em có biết anh sống trong tận cùng thương nhớ em. Chúng ta không thể xa nhau Thu Hương à. Anh sẽ ly khai gia đình, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, nếu cha mẹ anh khăng khăng không chịu. Đừng
đừng nói thêm lời nào nữa cả. Xin em thấu hiểu càng cùng, đôi ta nay đã mang nồng duyên tình nồng mình đã trao. Bẻ bàn duyên nợ ngày sau, niềm đau cùng nhau quá dài, em buồn anh cũng khổ đau. Đắng cay xót xa tình đầu, đắm say giờ ôm khối hận, cánh dài lệ đẫm rơi, nỗi khổ này biết tỏ cùng ai. Em cô đơn gối lẻ đêm trường lệ tuôn, anh cũng buồn cho duyên nợ trái ngang, chia tay nhau sao sau ngưu lang cũng xót đau, như mưa ngâu xuôi hai đứa gặp nhau. Tình yêu đầu người ta đổi thay, hãy về đi mà đón nhận tương lai. Anh không thể xa em, anh không thể bỏ em một mình trong căn phòng cô đơn tẻ lạnh. Ở nơi này mình không được sống gần nhau, thì mình hãy đưa nhau về một phương trời khác. Nơi chúng ta đến là chân cầu Ô Thước, hay bụi bùn lầy lội bởi mưa ngâu. Chúng ta không là chức nữ với Ngưu Lang, nên chúng mình sẽ không có ngày gặp lại. Trở lại thuở ban đầu, thuở chưa vương bụi tình cay đắng, lòng luôn rộn vui như đời là xuân sớm. Nhìn ai qua con rạch nhỏ mà lòng bâng khuâng thương mến vô bờ. Thương bước chân ai qua phố trọ mỗi ban chiều, làm thổn thức con tim thương nhớ lạ thường. Biết rằng mình đã thầm yêu trong nhớ một người. Vì sang hèn mà không dám lén mắt tình, yêu một mình mà sao hạnh phúc ngập lòng. Không sợ người dùng bạc tiền mua rẻ người mình yêu. Ai xuôi bước chân của chàng trai xứ lạ, lỡ đã ngập ngừng lén lén trao duyên, từ đó khô buồn bỗng qua vui hơn. Mình bước vào yêu như nơi thiên đường quá mộng, thì có lý đâu tan vỡ mối duyên đầu. Khi ai trai tim hồng luôn hướng về nhau, nhưng người ta đã đem lòng phản bội, nên thiên đường mơ bỗng quá ngột tù. Không, anh vẫn một lòng yêu em. Dù hoàn cảnh ra sao thì tình yêu ấy trọn đời không thay đổi. Em là lẽ sống của anh, chúng ta sẽ về một phương trời xa mà sinh sống. Em không có quyền bôi bẩn danh giá của gia đình anh, em không có quyền cướp mất tương lai hạnh phúc của người khác. Đừng nói gì nữa cả,
Đi theo anh đi. Không, em không thể, em không thể. Em... Kìa, em làm sao vậy Thu Hường? Không, không sao cả. Anh về đi, về đi. Thu Hường, vì giữa hiếu và tình anh chưa biết phải làm sao cho đôi bề vén vẻ dở chân người tình là bất hiếu với mẹ cha, khi trong mắt người thân em không xứng đáng, hãy chất bỏ duyên hợp. Em không trách anh kẻ bội dông. Còn lời nào Chúa cay, hãy nói hết đi cho lòng thêm xót đau. Ai nỡ bội dông mà lệ tuôn dòng, kẻ tạo ra nghịch cảnh thì chuyện trái ngang là do số phận tìm đến nhau chi cho khổ lụy cả hai người. Cứ xem tình em như là bọt dòng đời, anh hãy quay về với lòng cao gác rộng, còn em trở về bên phố trọ buồn tanh. Kỷ niệm ngày nào nơi con rách nhỏ dìu em cũng theo nước chua phèn về nơi bấn đục, hương tóc người yêu ai đã từng ướp mất rồi sẽ nhạt nhòa bởi hẹn sang phân lối rẽ. Anh không phải là kẻ nhu nhược yếu hèn, cam chấp nhận trớ trêu bài số phận. Em hãy cùng anh đối diện chua cay để chúng mình vượt lên nghịch cảnh em mà. Định kiến trong tâm dựng hơn bia tạc, mình làm được gì để nghịch cảnh đổi thay? Thu Hường, bằng trái tim yêu thương khát khao hạnh phúc, mình sẽ vượt qua chướng ngại của cuộc đời. Gác rộng lầu cao không thay đổi được lòng người, căn phòng trọ cuối hẻm bùng lầy lội đã sâu vào lẽ sống của đời anh. Mùi nước chua phèn như hương tóc người thương, trong đêm cô liêu với nụ hôn nồng cháy. Thì dẫu hôm nay bẻ bàn ngang trái, mình vẫn chung lòng hương đến một tình. Cảm ơn anh đã cho em niềm tin, dù niềm tin ấy mong manh như là lá cỏ. Em sẽ cố gắng chịu đựng, dù chưa biết ngày sau hạnh phúc hay khổ đau. Anh sẽ trở về xin má thỉnh cầu, biết đâu cha anh suy nghĩ mà thay đổi ý định. Anh về đây, chờ anh nghe Hường. Anh đi nghe Hường. Chào cô.
Cô là ai? Đến đây làm gì? Nhìn sắc mặt lạ lùng, lẽ nào cô đến đây để gieo thêm cho tôi đau khổ? Tôi không quen làm những chuyện thất nhân đó. Tôi chỉ muốn dành cho cô một lời khuyên. Vì cái tên Mỹ Trinh chắc cô không lạ lẫm. Thì ra cô là kẻ thứ ba? Không, thứ hai chứ cô Hường. Vì phía sau anh Quang là đến tôi mà. Còn kẻ thứ ba độc ác nào đó thì chắc cô hiểu hơn tôi. Các người đều giống nhau, thừa tiền mà thiếu lòng nhân đức. Cô ghen tức đó à? Nhưng thôi, tôi không giận gì cô đâu. Ngược lại, tôi rất thông cảm với cô. Vì tôi biết rằng có thể anh ấy yêu cô, nhưng ai dại dột đi cưới người tay trắng. Cô im đi, đừng vội tự hào cho rằng mình giàu có. Người đời thường hay nói giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Tôi biết cô mượn câu nói ấy để tự an ủi cho sự nghèo khó và thất vọng của cô thôi. Chưa biết ai là người thất vọng. Cô lấy cái gì để mà đắc thắng? Bằng căn nhà trọ tồi tàn này à? Và đôi bàn tay trắng của cô sao? Tại sao tôi không có quyền tin vào tình yêu? Trái tim vàng và túp liều tranh đã bị cuộc sống hiện thời đẩy vào quá khứ. Gia đình người ta không chấp nhận cô. Cô chưa sáng mắt hay sao? Tôi có tiền, thậm chí nhiều tiền. Dĩ nhiên tôi là dâu hiền trong ngôi nhà ấy. Và dĩ nhiên tôi là vợ rồi. Cô im đi, đừng nói nữa. Tôi mơ hồ như trong giấc mộng. Trời ơi, sự thật bé bàng làm tôi uất nghẹn. Lòng người sao đen bạc, sự người nghe tim ruột bầm gan. Biết nói sao cho cô hiểu được, phấn gói rơm đừng hỏng thói đeo bông. Khi tơ hồng đã khép ngõ trăm năm, hãy quên đi tình dở dang. Ngày sau hạnh phúc bên người, tôi hứa giúp đời đổi thay. Tôi không dám nhận tấm lòng của hạng người giả nhân giả nghĩa, cũng không cần ai ban cho chén gạo thỉnh cầu. Về đi, về mà làm cô dâu mới, về đi. Thiệt là không biết lượng sức mình. Rồi đây cô sẽ ân hận. Đi hết đi. Giả dối, giả dối.